anh để tìm những rương bí ẩn ở đại nhà tù. Nói mình hơi lắc, thông cảm nha. Thông báo cho các anh em ở Bình Gia thì đây là Phước nha em. Đây là Phước là 4 nha các em. Bật chết rồi, nhanh vẫn éo được này. Ok, cuối cùng cũng được. Dương thứ nhất ở đây nha. Nhưng mà... Oh my god. Rơi, không chạm đất luôn. Quá lạc. Mọi người thông cảm nhé. Ấn like và subscribe cho viên Đức Phước 4 tuổi. Ai nghĩ nhầm mình như thế thì là ngu. Ngu. Ngu không là người ngu. Siêu la. Ấn ship nào. Yeah. Băng qua đại dương. Hết đại dương rồi. Không chóng mặt. Đờ. Tiếng bàn phím. Ra chỗ con thằng hacker lò mua trái ác quỷ của nó để nó thu trái ác quỷ xong rồi mình khi nào mình chuộc lại mình chuộc 50.000 nhưng nó lại bắt mình 10 triệu. Mình sẽ làm quả review cùi cho mọi người xem. Ác siêu cùi. Cái ác này mà có nhiều cái khai FP chắc là cài vài hôm được rồi. Đó, chỉ số đó. Vật phẩm là kiếm Katana, kiếm quả 1. Súng kíp, súng hỏa mai, kiếm quả 1 của con mình đánh ra. Áo choàng của hai thằng quái quân muốn chơi và trái kỳ lỏ các bạn. À không có kỳ lỏ luôn. Thì là vui. Mình đi ra đúng cho mọi người xem cái nhân phẩm của mình như thế nào. Nhìn cái máy lát là biết nhân phẩm chọn máy là không hên được đấy. 4 tuổi đi chọn máy. Nhanh lên, chậm, xóa chết quỷ luôn, à không? À, máy mình lag quá, mọi người thông cảm tiếp nha. Xin ra thì xin bị bè cũ. Đầu khí rồi. Đầu khí ơi. Đầu khí rất này. Đâu rồi? Mình là thánh mô lượng do nha mọi người. Của đảo cuối kia như vào đảo kia không biết. Chắc của kia đấy, nhà kia là sa mạc. Cái đảo kỳ của bố ở đâu? Lộn ác. Lát quá báo rồi. Nhìn chăm chăm kia nhỉ. Thế thôi. Số phận chuẩn bị để rơi xuống biển rồi. Ủa, máy bay chưa bị sao.
chắc gì quý nhìn vào một người đẹp trai, ai bảo mình là chàng trai mà mình ngu săn nạc hay là băng đảng nào là đọc khí mù đường không biết đâu. Võ khí của người ca rất là lạ. Chạy, chạy, anh chơi nào chơi. Bùm. Cái gì đây? Sao lại một bên đen? Cái định mệnh vãi, vẫn phải quay lại à? May mắn vãi, anh thanh niên đi phạm rất là may mắn và đi ra đúng cũng rất là có những con đường cần trở. Mọi người nghe mình hát này, 3, 2, 1. Thôi khỏi hát. Hát tiếp. Nhạc chill các kiểu. Chill. Ôi, một bạn muốn lên tivi à? Chờ mình chị. Xong một hồi đi thì mình cũng đã trở về đi ở Bình Dương. Vai nhà rương thôi cũng khó. Phát ghép siêu lát luôn. Về đạp trời, xong lại xuống đạp trời. Rồi lại đi xem đạp khỉ thôi. Đó là cách quy mỗi người hay làm. Mình hay làm chứ phải mỗi người hay làm nhé. Ghê à. Cá lưỡi đau như chó, nhục như chó. Như chó bao mẹ bảo thì chỉ được theo là bao mẹ bảo đàn chó không cần nuôi. Siêu lao luôn. Ui hay cả cuối cùng đã xong. Chín lại bị ban, hôm nay là bị ban. Này là ba đi thì thôi phải ăn khác đi. Chào ăn bộ không rồi tôi cùng nhặt cái này. Game lừa game rất là lừa luôn. Hát tiếp. Bài của đáp không vong. Chiếc máy lát nhất thế giới. Đừng yên. Hát tiếp.
Tôi khỏi hát. Rất là lắc. Hiện ra cái người này một máy thì lắc, phải ấn cách liên tục, nếu không mình sẽ bị rơi xuống biển cho con si ăn, rơi xuống biển cho con si ăn vào, con si ỉa ra, xong rồi mình bị ỉa, xong rồi con si ỉa ra, xong rồi mình bị kia mình là của con si, thế là mình bị chui xuống đáy xã hội, không còn trên biển. Máy lăng nhất lịch sử luôn. Tốc độ của người bình thường. Hay là mình lãng đi. Không di chuyển ốc. Mình được hướng được. Máy cho khi nào sắp hỏng đi, xong rồi chơi thấy nó lạ vui. Thì sao cái ba là mạnh như thế, thì sao cái ba là yếu hơn cái một, ba lớn hơn số một, ba lớn hơn số một. Nghe nhạc chill nhá. Và mình cũng chỉ không muốn lại cho một like thì mới có máy tính mới đúng không? Không, một bạn đang farm kìa, mình sẽ không cho bạn này trả. Hay là mình ăn quay xong rồi trả vào trả. 500 anh em Bình Lan xem cái máy lag như thế giới này. Mitsuki chồng biết nè, lên không được mà. Đừng chưa. Đấy, máy lát như thế giới đấy. Nghèo rớt, nghèo còn rớt tiền. Rớt tiền chứ không phải rớt không chơi. Mình đã tắt PVP rồi. Chắc chắn mình sẽ có một trái Leopard. Này nhá. Ông này nhá. Bây giờ ông mà không cho tôi lấy trái xịn xịn ha. Thì tôi gọi cả dòng họ về cái trái ông luôn. Bây giờ mà không cho tôi trái Leopard nhá là tôi đi cẩy chay nhà ông ấy luôn. Tôi nói thật, không thì thôi. Bọn liên
Bạn này muốn lên TV à? Đơn như chó hay lên TV? Mãi mới nói lại là từ hello. Hello everybody. Johnny. Johnny. Đáng rốt lắm. Hôm nay trái gì bán đây? Một trái gì? Trái gì? Trái gì? Trái gì? Ơ, ai ấn đây? Bạn đang có cái gì? Bạn đang ở cấp 2400. Nên trái block tiếp theo là bạn mua sẽ có giá là 60 belly. Ui, 60 belly à không? Một trái bài lóc đốt đi. Lạch phụ. Mà vẫn phải được hiện. Cầu mông được một trái. Huyền thoại. Cầu xin thông minh. Cho một trái 1 triệu belly thôi. Hoặc là trái điều khiển. Ôi, hoặc mìn ơi, hoặc mìn ơi, hoặc mìn, anh hoặc mìn đẹp trai nhất vũ trụ luôn. Hoặc mìn ơi, hoặc mìn ơi. Leopard à, Leopard. Ô, Leopard. Ô, Leopard kìa, Leopard kìa. Chỉ ngon nhất thế giới luôn. Ô phải gà. Sao mà cái phím chữ gõ như cứt. Máy xịn là thế đấy. Chứ máy rời mất hành tinh. Hello, em chào anh em mình ra nhé. Lưu trữ luôn, không còn nói nhiều, không lưu trữ được thì thôi. Bỏ. Không lưu trữ được thì ăn. Lúc trước là may mắn không bị cái thằng này nó xin, nó cầm xong kiếm nó chặt vỡ mồm ấy. Anh hùng Akiza đẹp trai mà xem thế này thì hứa kết bạn với em nhỉ. Nhớ nhỉ. Nhảy lên, quẩy lên anh em ơi. Quẩy lên anh em ơi. Mày dịch chuyển thấp đi đâu đấy. Mình nhảy. Sao mày dám đứng đầu tao, tao là con gái mà. Đồ lát như cửa. Tôi sẽ mê. Chết 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 ch
bồn đi. Đấy, bay thử như thế giới mọi người. Ui, cách bông chạy ánh sáng này. Chém một cái xem nào. Xem có bật PVP không này. Chém đi, chém đi, chém đi. Cái bạn này đang được lên TV đấy. Sướng chưa? Chưa. Chưa sướng. Ôi, toàn chém trượt. Haki quá sát à? Hay là Haki bá vương? Hay là tao mới lừa lắm. Không bật à? Không bật thì thôi. Mình đi chỗ khác cũng dỗi. Mà mình lắc này mình cũng dỗi mình tính. Quả cái kìa. Định như cơ. Oh my goodness. Có khỉ chết tiệt này. Nhìn cái mặt cũng thấy ngứa mắt đấy nhỉ. Chém qua xem nó còn sống không. Oh, có tử à. Chém nó. Bây giờ mình chết. Everywhere. Bật nhạc lên chiêu chiêu một chút. Mày chuẩn bị hát này. See you.